lỗi, cho tôi ngồi nhờ xe một tí được không? Ở đây không phải là xe taxi em ơi. Em nên... Thôi để cô ấy lên đi em. Mẹ xem nè, đây là xe công ty để đưa đón con nè. Đúng là biết giả vờ. Con đừng lừa mẹ. Rất to đúng không mẹ? Con à, nếu có khó khăn á thì nhất định phải nói với mẹ. Mẹ à, làm gì có khó khăn chứ. Công ty sắp xếp cho con tài xế và thư ký ngồi nè mẹ. Dạ sếp, đây là cái chương trình hội nghị kế tiếp á, chị xem qua trước đi. Mẹ, con bây giờ bắt đầu đi họp rồi, con không nói chuyện với mẹ nữa. Để con xin nghỉ phép về thăm mẹ nha. Con chú ý an toàn nha. Nỗ lực một chút cũng vô ích. Sếp ơi, dự án đó tôi... Cho cô 20 phút thu dọn đồ đạc rồi cút nhanh đi. Vừa rồi, cảm ơn hai người đã giúp tôi nói dối. Cơ